Vinh xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và cũng chào mừng quý vị khán giả đến trở lại với gian bếp quen thuộc của Món Ngon Mỗi Ngày, để cho mỗi ngày chúng ta lại có thêm một món ngon. Vậy không biết là hôm nay món ngon sẽ là gì đây ta? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món cơm chiên rất là bổ dưỡng, là ăn lại chắc bụng nữa. Nhưng mà cơm chiên thì quen thuộc quá rồi mà cô Thảo. Cũng là quen thuộc đó, nhưng mà là món cơm chiên mà mình có thêm một chút biến tấu nè, thì sẽ làm cho món ăn trở thành một món bổ dưỡng mà vô cùng đặc sắc nữa. Chà, nghe có vẻ hấp dẫn quá đây ta. Vậy thì còn chờ gì nữa cô Thảo? Chúng ta sẽ thực hiện ngay một món ăn trong ngày hôm nay, đó là món cơm chiên mayonnaise. Để thực hiện món cơm chiên mayonnaise, quý vị cần chuẩn bị khoảng 3 chén cơm đã nấu chín, một lát sâm bông khoảng 50g, 100g cải ngọt, một cái trứng gà, hành, ngò, củ hành tây, cà rốt và tỏi băm, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị sơ chế những cái nguyên liệu mà chúng ta đang chuẩn bị đây rất là nhanh thôi. Đầu tiên là phần sâm bông này thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu ra. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục đến cải ngọt. Cải ngọt này chúng ta mua về rửa cho thật sạch đi. Chúng ta sẽ cắt bỏ bớt cái phần gốc và kế đó chúng ta sẽ cắt phần lá để riêng, phần cọng để riêng. Thông thường các nguyên liệu khi mà chế biến món cơm chiên em thấy là mọi người thường cắt hạt lựu hoặc là cắt mỏng khoảng 1cm thôi đúng không cô? Đúng rồi, chính xác. Và thông thường trong những cái món cơm chiên á, thì người ta thường hay sử dụng cà rốt nè, hoặc là củ hành tây, hoặc là trứng sâm bông, là những nguyên liệu rất là quen thuộc. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả nhìn thấy là chúng ta có thêm một cái nguyên liệu khá lạ, đó là cải ngọt. Tuy là nói lạ nhưng mà cũng là quen, là vì cải ngọt rất là phổ biến trong gia đình. Người ta thường hay sử dụng để xào, là để luộc này, hoặc là nấu canh. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại làm món cơm chiên cho nên nó sẽ rất là đặc biệt đây. Đến phần cà rốt này thì quý vị khán giả sẽ sắc nhuyễn ra. Hành tây này thì quý vị khán giả sẽ cũng sẽ sắc hạt lựu luôn. Cuối cùng là chúng ta sẽ sắc đến phần hành lá. Chúng ta sẽ sắc nhỏ hành lá này ra. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chảo lên bếp, Tuyết Vinh giúp cô bật bếp lên. Trong thời gian mà chờ cho chảo nóng á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị sang phần trứng gà này. Trứng gà trong giai đoạn đầu chúng ta chuẩn bị một trứng, thì quý vị sẽ đập ra và chúng ta sẽ đánh đều cái phần lòng đỏ, lòng trắng này với nhau. Khi mà chảo đã bắt đầu hơi nóng rồi thì quý vị khán giả sẽ cho khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo vào. Chúng ta không cho dầu vào mà chúng ta lại sử dụng sốt mayonnaise aji mayo. Wow, món cơm chiên mà lại không sử dụng dầu ăn mà sử dụng mayonnaise, chắc chắn đây là một điều rất là đặc biệt của món ăn này. Với món cơm chiên mayonnaise này thì chúng ta sẽ sử dụng mayonnaise aji mayo để thay thế cho dầu ăn, làm cho món ăn ngon và hấp dẫn hơn. Quý vị khán giả cũng cần hết sức lưu ý là khi chúng ta cho sốt mayonnaise aji mayo vào trong chảo á, thì chúng ta không để cho sốt mayonnaise tan chảy ra hết, mà chúng ta cho ngay phần tỏi vào và chúng ta sẽ tiếp tục đảo đều cho đến khi nào tỏi bắt đầu bốc mùi thơm lên thì chúng ta mới tiếp tục cho các nguyên liệu khác vào. Là vừa tỏi đã bắt đầu thơm rồi thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho cái phần củ hành tây vào trước nè. Tiếp tục đảo đều cái phần củ hành tây này cho củ hành tây hơi trong lại. Phần cải ngọt trong giai đoạn đầu á, thì là chúng ta đã cắt nhỏ ra nhưng mà chúng ta để riêng. Đó là một cái điều cũng cần lưu ý, vì phần cọng cải thì sẽ lâu chín hơn, còn phần lá cải thì rất là nhanh chín cho nên chúng ta sẽ cho sau. Và bây giờ chúng ta đảo đều cái phần cọng cải với lại hành rồi. Bây giờ cô sẽ cho cái phần trứng này vào. Chúng ta sẽ khuấy đều để cho trứng này thật là tơi ra. Một trong những cái yêu cầu của món cơm chiên á, là cơm phải ráo hoặc cơm phải săn mà khô. Cho nên cái phần trứng này thì chúng ta sẽ phải khuấy để cho phần trứng này nó ráo và nó tơi ra thì là cơm chiên mới ngon. Và bây giờ cái phần trứng thì cũng đã săn lại rồi, chúng ta sẽ cho hết cơm vào. Chúng ta lại tiếp tục đảo đều với lại trứng này. Và đây cũng là một cái giai đoạn quan trọng. Tuy là một món cơm chiên rất là đơn giản với lại những cái nguyên liệu đơn giản và dễ tìm thôi, nhưng mà khi chúng ta chiên thì giai đoạn này chúng ta phải chiên cho thật kỹ, cho hạt cơm thật là săn và bóng thì món ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ nêm vào đây khoảng 1.5 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho phần cà rốt vào nè. Bây giờ thì em thấy là món cơm chiên của mình đã có mùi rất là thơm rồi đó cô Thảo. Cuối cùng nữa thì là quý vị khán giả sẽ cho hết cái phần sâm bông vào với lại phần lá cải. Sau khi mà chúng ta đảo đều như thế này thì tất cả các nguyên liệu cũng đã chín đều rồi. Chúng ta sẽ cho hết phần hành lá và ngò rí lúc nãy chúng ta cắt nhuyễn ra. Và cái giai đoạn cuối cùng như lúc nãy là cô đã nói với lại Tuyết Vinh, đó là thêm 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo vào và chúng ta đảo đều lần cuối. Cái lần cuối chúng ta cho thêm vào như thế này có tác dụng sẽ làm cho hạt cơm bóng lên, sẽ rất là đẹp. Cô sẽ múc nó ra những cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này.
cô cho một ít ngò rí đúng không cô? Dạ, ớt nữa. Một cái khoanh ớt nhỏ nhỏ như thế này là vậy là hoàn tất. Bây giờ là phần của Tuyết Vinh nè, cô sẽ múc một chén để cho Tuyết Vinh thưởng thức. Dạ, đây là cái giai đoạn mà em mong đợi nhất đó cô. Nhìn em có vẻ cô hơi hồi hộp á. Chắc chắn rồi. Điều cảm nhận đầu tiên đó là rau củ vẫn còn rất là giòn, đặc biệt là cọng cải ngọt đó cô, vẫn rất giòn nha. Và cơm thì săn nè, rồi tất cả mọi thứ đều rất là thấm đều gia vị. Và đặc biệt là cơm chiên thơm nhẹ vị mayonnaise aji mayo rất là hấp dẫn. Tròn hương ấm, thấm vị ngon. Thân mến, đối với mỗi món ăn dù là đơn giản hay phức tạp, để có được một món ăn ngon, lúc nào chúng ta cũng phải dồn hết công sức và cả tâm huyết và tình cảm của mình nữa thì mới có được một kết quả tốt đẹp dành cho những người thân yêu trong gia đình. Và chúc quý vị sẽ thực hiện thành công món ăn mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và quý vị cũng đừng quên, chúng tôi luôn chờ đợi những ý kiến đóng góp của quý vị tại hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể liên hệ với chúng tôi tại Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Cô Diệu Thảo và Tuyết Vinh xin chào và hẹn gặp lại quý vị.